Vâng, chào tất cả các bạn đến với kênh Thiết bị điện Nguyễn Cao. Hôm nay tiếp tục mình có một cái đơn hàng của khách, đó là cái tòa hàng 2 tầng 220V. Thì cũng như cái tủ trước, mình vẫn bố trí thiết bị cũng như vậy. Đó là mặt ngoài thì nó sẽ gồm có đèn báo nguồn 220 và đèn báo thang đang lên và đèn báo thang xuống. Còn ở đây mình ra bên trong á, thì mình sẽ dùng một cái áp 32A và một cái áp tép 10A. Khởi này là khởi 12A, hai khởi. Khởi này khởi lên, khởi này khởi kích cho thang chạy xuống, đúng không? Còn domino mình ra dây á thì mọi người theo thứ tự nè, 1 2 là cái chui tờ sẽ đấu vô đây. Chui tờ sẽ đấu vô đây. Đấy. Còn chân 3 là vô thường đóng của thằng nút dừng 1. Chân 4 là thường đóng sau thường đóng của dừng 2. Chân 5 là trước thường đóng của nút hợp tầng trên. Tầng dưới đi ha. Rồi. Chân 6 là sau thường đóng của nút dừng ở tầng trên. Chân 7 là tất cả các chân trước thường mở của hai nút lên xuống tầng 1 và hai nút lên xuống tầng 2. Đây, thì giờ 2 giây. Đó là mình gọi chân duy trì. Còn đây, kế tiếp cái chân 6 7 chân 8. Chân 8 thì là cái chân nút của nút lên sau thường mở của nút lên tầng 2, sau thường mở nút lên tầng 2 của hộp trên và hộp dưới. Nói chung lại, không? Rồi chân 9 là sau thường mở của nút lên nút xuống ở tầng dưới và nút xuống tầng trên, đó là đấu vô chân 9. Còn giá thì hành trình, đây là hành trình tầng 2 là ở trên, hành trình tầng 2 là ở trên. Còn hành trình tầng 1 là ở dưới thì mỗi cái thì nó sẽ ra một cặp dây, đó là một cặp thường đóng ha, nghĩa là NC nghĩa là hành trình ở trên thì ra hai dây thường đóng, hành trình dưới ra hai dây thường đóng. Thì mình sẽ lấy chụm lại một đầu, đó là dây chung, đó là hai cái trước thường đóng của hai hành trình. Thì bây giờ chân 12 rồi, sau thường đóng của hành trình ở trên thì đấu vô chân 10 và sau thường đóng hành trình ở dưới thì đấu vô chân 11, không? Còn ở đây mình có ra hai dây, đó là hai dây mình cấp nguồn vào, cấp nguồn 220 vào ha. Còn ở đây thì mấy cái dây này là cái dây motor ha. Dây motor thì mình nó có một màu dây hết. Đây, nó có motor nó ra có tổng cộng nó có 5 dây là trắng, đen, vàng, xanh và một chân tụ. Này là hai dây này mình rút chung lại với nhau là cái tụ mình sẽ đấu vô hai dây này ha. Cái tụ mình sẽ đấu vô hai dây này, nhưng mà đầu tụ bên đây nó có đấu chung một vợ dây xanh nữa, không? Còn mấy ba dây còn lại thì là vàng, đỏ, vàng, đen và trắng. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nguồn ha. Mình lấy đây, lấy CB lại. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào. Tôi sẽ cấp nguồn 220 vào cho cái tủ ha. Đấy. Rồi, tôi đã cấp nguồn 220 vào, bây giờ tôi đóng áp lên. Đóng áp lên. Rồi bên trong. Giờ xa xíu cho mọi người dễ thấy. Nên bên trong thì tôi sẽ đóng áp lên nè. Đấy, khi mà đóng đầy đủ áp thì đèn báo 220 nó sáng lên, là nó nghĩa là đã đang có điện 220V. Yeah. 220V. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái mình phân chia ra cho mọi người dễ nhìn nè. Đây là hộp tầng trên và hộp tầng dưới. Cái công tắc hành trình số 2 là ở trên thì mình để ở trên. Đấy. Khi nào mình mua tủ về rồi á, cái tủ này mình nên đặt ở gần cái motor, thì năm cái dây motor nè. Năm dây motor thì mọi người sẽ nấu là trắng với trắng nè, đen với đen, vàng với vàng, và hai chân này là hai chân tụ, một đầu tụ thì có đấu thêm một cộng dây xanh. Nghĩa là hai cái chân tụ đấu vô như vậy nè, không? Rồi nhưng mà chân bên đây có đấu vô dây màu xanh luôn của motor luôn, không? Là mình. Rồi tiếp theo đó là mọi người sẽ nói, ví dụ như hộp ở tầng dưới nó ra 5 dây, 5 dây. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5. Thì mọi người sẽ cắt đầu dây làm dấu lại, rồi mọi người nối 5 dây này lên đặt ở cái vị trí tầng 1, không? Hành trình này ra 2 dây thì nối 2 dây này thêm và đặt ở vị trí tầng 1 luôn. Khi mà tới tầng 1 gặp hành trình nãy dừng.
Tương tự hệt tầng trên cũng 5 giây thì nối lên, nó dài dây ra thêm cho tới tầng trên. Hành trình tầng trên thì nối dài thêm tới hành trình tầng trên. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động tủ ha. Nút dừng khẩn cấp phải mở ra ha, ấn ấn vào là không có vận hành thang được ha. Mở ra. Đấy, khi mà tôi bấm tầng 2 thì thang khởi bên đây hút là đèn báo chạy lên hoạt động. Đấy, chạy lên hoạt động. Lúc này thang hàng nó sẽ đi lên. Đi lên thì nó sẽ gặp hành trình tầng 2 nó dừng. Đấy, mọi người thấy nhả ra, thở từ nhả ra. Lúc này ví dụ như đang ở tầng 2 mà mọi người không muốn cho người ta ở tầng dưới ta vận hành á, thì mọi người ấn nút dừng khẩn cấp vào tầng trên, vào ấn vào, thấy không? Là ở bên dưới người ta có vận hành đi xuống nữa thì nó thang nó cũng không hoạt động, thấy không? Chừng nào mà mình xong mình muốn cho ở dưới vận hành á, thì mình sẽ mở nút này ra rồi bấm xuống. Bấm xuống thì khởi động từ bên phải hút và đèn báo chạy xuống sáng lên thì nó đi khỏi hành trình 2, khỏi hành trình 2 để nó sẽ gặp hành trình 1 và nó dừng, nó dừng. Đấy. Lúc này thang hàng đang ở tầng 1 thì mọi người muốn lấy hàng quá ra thì mọi người ấn nút dừng này vào, là ở trên gọi lên tầng 2 thì không có được, không? Nào lấy hàng quá ra rồi mình mở nút stop ra cho thang nó vận hành lại bình thường, không? Rồi, bây giờ nãy giờ mô phỏng bên trong, bây giờ mình mô phỏng bên ngoài cho mọi người thấy. Đang ở tầng 1, đã hành trình như 1 như thế này. Rồi chúng ta sẽ bấm ở tầng 1, chúng ta sẽ bấm lên tầng 2. Đấy, lên tầng 2. Đi khỏi hành trình 1. Thang vẫn chạy lên. Gặp hành trình tầng 2. Thang dừng. Thang dừng. Vì sao mà tôi không có bố trí cái nút nhắn nhã ở đây mà tôi bố trí cái nút dừng khẩn cấp, là để ví dụ như đang ở tầng 2, thấy không? Nói lại lần nữa, ví dụ như mà đang ở tầng 2 á thì người ta đang chắc hàng quá ra mà mấy ông ở dưới này mấy ông bấm xuống, ông bấm xuống vậy đó thì nó rất là nguy hiểm, phải không? Cho nên thì ví dụ như mà đang ở tầng 2 thì tôi đang lấy hàng quá ra thì tôi ấn nút này vào, thì cho dù mấy ông ở dưới này mấy ông bấm cỡ nào đi nữa thì cái thang nó không có chạy xuống theo ý mấy ông được, không? Đó là cái mục đích mà lắp nút dừng khẩn cấp. Khi nào mà tôi lấy ra xong nè, rồi tôi mở nút dừng khẩn cấp này, tôi dặn qua bên phải nó nhảy ra nè, đấy thì lúc đó mấy ông mới chạy xuống được. Mục đích là như vậy. Còn năm cái dây này thì tôi đã làm dấu màu hết rồi, 5 dây motor này tôi làm dấu màu hết trơn rồi, thì nó cũng rất là dễ thôi. Nó rất là dễ cho mọi người về đấu nối. Mấy cái hộp này thì không nói rồi, chỉ cần nối dây dài ra thêm và đặt nó đúng vị trí. Còn 5 dây này là 5 dây motor nè, dây trắng thì có rút dây màu trắng nè, dây đen, dây vàng, dây xanh nè và dây tụ. Đầu bên đây dây tụ đấu chung với dây xanh. Đó là hai dây tụ đấu vô đây, nhưng mà một đầu bên tụ có đấu dây xanh. Còn hai chân đầu tiên á là hai cái chân tờ. Giờ mua cái tờ về cắt cái chui tờ ra đấu vô đây, khi nào mình đóng áp lên thì hai dây nữa có điện cấp cho cái tờ. Rồi video mình chia sẻ mọi người đến đây là kết thúc nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay nhớ cho kênh Thiết bị điện Nguyễn Cao một lượt like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ để mình có động lực ra nhiều hơn video cho mọi người xem ha. Xin thân ái chào tạm biệt ạ.